Xin chào mọi người. Thì cái video cách đây 1 năm thì mình đã làm cái rượu Syri này mọi người. Hiện nay sau 1 năm thì cái màu rượu thực tế của rượu Syri mình làm là màu như vậy nè. Đó. Thì mình sẽ quay từ trên xuống cho mọi người coi ha. Nè. Đó. Với lại mình sẽ lấy cái phần rượu ra cho mọi người coi luôn ha. Thì sau 1 năm rượu Syri nó sẽ màu như thế nào ha. Dính vào cái trái này, nếu mọi người uống mọi người phải lược ra nha, phải lược cái trái này ra. Đây đây là cái màu màu rượu Syri sau 1 năm á mọi người. Để mình lấy nét lại cái camera nó lấy nét không được. À, nó sau 1 năm thì rượu nó sẽ như thế này. Để mình uống thử ha. Nó ngọt nhẹ, nó ngọt mà nó cay cay, nó nên mùi rượu á. À, cái màu rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người chừng ngâm chừng khoảng trên 5 tháng thì nó ra màu cánh gián đẹp lắm. Còn cái này thì mình ngâm giáp này cả năm rồi nên màu màu nó là như thế này nè. Nói chung là rượu nếu mà nhà vườn á, mọi người lượm mấy cái trái mà nó chín chín nhiều á để mà ngâm ha. Với lại ngâm mà để càng lâu thì rượu nó càng ngon. Như như bây giờ á, là rượu nó đạt 1 năm trở lên thì nó sẽ ngon lắm, uống rất là ngon. Bỏ đá uống cũng ngon lắm. Uống rất là ngọt. Ngọt và cay nhẹ nha mọi người. Nó cay cái nồng độ rượu nhẹ chứ nó không có cay nhiều như khi mà mình ngâm từ rượu, mà nó này là rượu Syri nó lên men tự nhiên á. Nên nó ngọt. Nó ngọt ngọt mà nó cay cay, nó nặng. Nói chung là ai mà uống rượu yếu là uống có hơi sỉnh á. Đó, cái màu rất là đẹp nha mọi người. Đó, nếu mà để mình để càng lâu khoảng trên 2 năm á, thì nó đen lắm. Nó đậm lắm. Cái màu nó rất là đậm. Thì video trước mình đã làm á, thì sau 1 năm mình mới có hỏi mình coi cho mọi người coi kết quả được. Còn video đầu phần 1 thì mình chỉ giới thiệu mọi người cái cách ngâm thôi, còn cái này là phần 2 mình đã quay lại kết quả cho mọi người coi ha. Rất là ngon nha mọi người, rượu rất là ngon. Nói chung là rượu trái cây với mọi người uống rất là tốt cho sức khỏe, với lại bồi bổ rồi nó giúp đẹp da nữa. Nói chung là rượu này rượu trái cây nó có nhiều vitamin đó. À, mình đừng uống nhiều, mỗi ngày trước bữa ăn mình uống nhiêu đây được rồi. Rồi video đến đây đã kết thúc, hẹn gặp lại mọi người ở video mà mình sẽ làm một số lượng rượu nữa ha. Rồi đây là cái màu rượu thực tế sau 1 năm nha mọi người, rượu Syri á. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.